Trước đây cái khu đất này nó là cái khu nghĩa trang của người Hoa. Sau này người Hoa họ cũng sinh sống ở đây nhiều á, cho nên là họ sẽ hiến tặng cái khu đất này để cho hoàng cung. Trời ơi. Ôi chị em. Trời ơi, ôm nhau luôn. Khu thứ nhất, khu thứ hai. Đang uống thuốc số 8 không? Hả? Đang uống thuốc số 8 không? Số 8 là gì? Trời ơi, chết rồi. Chết. Số 8 là gì vậy mấy bạn? Ba kè rồi. Bà không được như tôi đâu ha. Bích cửa. Chuẩn bị tao về các bạn. Có nhiều bạn đi xin các bạn Singapore á, thì mấy bạn đó sẽ bắt pháp và spy đi nghe. Lên thế hả các bạn ơi? Mệt quá. Chân anh sáng đó mà anh sáng. Phạm Thị Minh Vân à. Phạm Thị Minh Vân có mà. Đi tìm bị đinh bị gì á, bị chảy máu. À, lúc mạch cầu xuống anh trà vô mặn miếng à. Cái tay đúng không? Nó rướm rướm máu à. Tức ghê, bữa nó đi không có quay lại các bạn. Phải có cái này mới về nè các bạn. Alo mọi người, trên đường mình về tụi mình có ghé ở đây là gọi là cái Lăng Hoàng Gia. Du lịch các bạn. Mình đứng vậy thôi chứ mình đâu được đi vòng vòng. Trước đây á, cái khu đất này nè, trước đây cái khu đất này nó là cái khu nghĩa trang của người Hoa. Sau này người Hoa họ cũng sinh sống ở đây nhiều á, cho nên là họ sẽ hiến tặng cái khu đất này để cho hoàng cung. Tại gia đình chúng ta cũng đang nhìn ha, cái cờ mà đang được lực thượng như vậy á, không được cờ mà được kéo thấp xuống. Vô đi chị cho vui. Là ông vua ông đi công tác. Có điều không vui là cái cờ mà nằm giữa nó cột ngang lại á. Là ông vua ban hà. Vua đang ở đó rồi. Điều mà chúng ta thấy luôn luôn một quốc gia mà thấy được vui nhất là lá cờ luôn luôn được thượng lên ở những cờ chính hoặc là hạ xuống, hạ sát xuống luôn nha, hạ sát xuống là ông đi công tác. Nhà đó. Chứ mà không ai muốn thấy cái cờ nằm giữa cả. Ha. Lá cờ màu vàng đó, lá cờ của nhà vua đó. Vàng trong luôn hả? Xem vừa đang cơm đó. Ui. Các bạn thấy mặt cái lá cờ không hả? Mình có phải ra ngoài nắng nữa mà. Có chứ. Không biết tết trời má ơi luôn. Thấy đàn ông nào cũng vậy luôn. Mày đẹp tôi luôn, thấy ông trùng sợ. Không có thấy đàn ông à. Không mày đàn ông mày chỉ sợ nắng. Mày đê luôn. Trời ơi. Ôi chị em. Trời ơi, ôm nhau luôn. Khu thứ nhất, khu thứ hai. Đang uống thuốc số 8 không? Hả? Đang uống thuốc số 8 không? Số 8 là gì? Trời ơi, chết rồi. Chết. Số 8 là gì vậy mấy bạn? Ba kè rồi. Bà không được như tôi đâu ha. Bích cửa. Bích cửa luôn. Bích cửa luôn. Nay mấy đụng chị em. Đụng chị em. Hôm nay mấy chị hình. Dạ mấy biết không? Là đụng mấy chị em xéo sắc vậy nè. Mình đi xung quanh mình không có được vào ha, mình chỉ có được vào 2 ngày vào ngày sinh nhật của vua, không có được vào thôi. Nhật của vua đúng không? Đúng rồi, tùy ông vua. Vua có được cưới bốn vợ mình. Được chứ, vua được cưới vợ mà không vua được cưới thì đó. Bình thường á, ngay chỗ hai cái hộp màu vàng á, cái nhà tôi thấy là sẽ có một anh lính gác và một chú ngựa ở hai bên. Nhưng mà chắc hôm nay là họ đang sửa lại cái nền đó. Thế là họ đào đây mình không được vào gần thôi. Dưới này là cái nghĩa trang nha các bạn. Sợ lắm luôn. Rồi ra chụp đi các bạn ơi. Mấy bèo đen chụp lên với tôi ra đây. Bị chụp hình rồi tôi lên xe đi tiếp các bạn. Dạ là cái chị nữ dùm lắm đi. Rồi xuống chút nó đen rồi, xuống chút rồi, xuống chút rồi. Rồi mấy anh nam lên đây, mấy anh nam lên đây. Trời ơi chết hết mắt. Có mà hơi xa. Thôi đi xuống các bạn.
giống như Bến Thành mình đâu bạn. Vậy làm clip hả anh? Kiểu như ghép ghép vô nói chuyện rồi vô. Trời, ghép cho kém miếng thôi. Đi à, đi bỏ không được vô. Đi quay lấy từng điểm. Ờ. Đi một lần thôi, sẽ không quay lại Malay mà. Ờ. Hiểu quá. Sợ lắm rồi. Ủa sao ngồi vậy? Đây là cái sụp cát các bạn. Malaysia các bạn. Ui. Đẹp quá ha. Ui. Ui. Cái cây to dữ. À, góc góc này đẹp nè. Vô trước nè. Đi, đi ra luôn. Không có gì. À, chúng chụp cái này. Cái này cái gì mà cổ quá vậy ta? Má chắc cũng hồi xưa đó. Plaza nè. Thôi lên các bạn ơi. Đây cũng nói chung thì cũng thú vị đó ha. Không, ngon lắm à. Mấy chết mẹ rồi, đổ. À, phải uống hết hả? Dạ, đây có chọn chị lên ngồi cái này. Rất tốt do về chăm sóc sức khỏe và mình bị đau lưng. Và một hộp như thế này có 10 gói bên trong. Mỗi lần chúng ta nấu chỉ cần một bịch như thế này chung với lại 2 lít nước. Mình hầm khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau. Sau đó mình bỏ thêm 1 tí gà vô. Mình cũng hầm thêm 1 tiếng nữa. Khi mình ngừng tắt lửa tắt bếp thì mình thêm một ít gia vị vào tùy theo khẩu vị mỗi nhà mình ạ. Và một hộp như thế này là 110 ringgit, bên trong có 10 bịch nha. Mình nấu được 10 lần. Còn đây là canh băng của tệ dưỡng sinh, canh dưỡng sinh băng của tệ. Kiếm gì còn ngọt vui trời ơi. Các bạn có bạn có ngọt. Nè, như mít sấy nè. Đẹp bữa nay nè. Xôi sấy nè. Này là gì? Cái gì? Xôi. Em mất cũng được nè, mới. Nhiêu rồi, nhiêu rồi? 12 giờ. Bây giờ em lựa cái nào mà hai cái nào mà em là đủ đủ 17 á. Em 17 không? Em mua một cái này thôi, còn cái năm nữa không biết. Nhiều. 12 là mất tiêu tờ giấy rồi. Tờ giấy rồi. Đâu, cái giỏ bên đâu? Rồi. Cũng 50 tròn luôn á. Hết tiền luôn hả? Không còn được đồng nào để dành kỷ niệm luôn á. Mọi đứa bắt giam. Đó.
50. Má chồng đói bụng quá nè. Ủa chừng nào mới ăn cơm? Nào nãy tao ngủ tao không nghe. Thấy nữa, không nghe xong này ăn cơm. Xong này là đi lên xe ha, đi chỗ khác ăn cơm hay là ăn đây luôn? Ăn đây luôn hả? Đi đi, đi ra ngoài. Cái này bên Việt Nam bán đâu có nhiêu tiền chị? Muốn hỏi riêng? Dạ không, dạ không. Hết tiền mà không hỏi nữa. Đó đó, qua đây đi, đi qua đây thử. Cái gì cà phê hả? À? Đi 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 đi. Chết. Cà phê sầu riêng. Cà phê sầu riêng ở đâu đâu thử coi. Dorian, khi mình chưa uống vô mình nghe cái mùi sầu riêng các bạn. Nó như kiểu dừa sầu riêng vậy. Rồi, nó cũng giống như cà phê bình thường mà nè. Nó chỉ có cái mùi sầu riêng thôi chứ nó cũng giống cà phê bình thường à. Ơi, giống như cà phê bình thường à, đâu gì vậy? Đó khó uống luôn à. Ui, dạ dạ lắm luôn rồi. Chó Malai nè các bạn. Nhìn nó mắc cười quá ha. Ú à. Không có già rồi các bạn. Nói chứ chúng ta không nên lại rờ nó nha. Rờ nó cắn cái xui đó. Đi chơi bị chó cắn nó xui lắm luôn á. Mà nó bán tiền Việt có tiền kim Malai à? Nè, có 70 ngàn tiền Việt à. Tiền Việt à? Ủa, tiền Việt à, Trương? Xuống các bạn ơi. Chuẩn bị về các bạn ơi.